anh định nói nhưng mà nghĩ lại nên thôi không có kể với em cô anh đó mà sao vậy anh thấy em phải tự tiếp xúc thì mới tin em không nghĩ về tốt hơn hả mà tại sao vậy cái tò mò thôi ba mươi phút nữa là gặp rồi bác ấy ghét tất cả hả <laughs> có khi à, chắc là không phải đâu gì vậy ủa em cứ tưởng bác ấy là diễn viên đó chứ tại vì em nhìn thấy phong cách bác ấy xanh điệu lắm nếu là nội trợ thì đội nón rộng dành với lại đeo kính sẽ không được đẹp như vậy đâu đoán đúng hả anh mà kệ hết với em thì sẽ không còn gì là thú vị nữa hết <laughs> đã đặt bàn chưa có là aurora Khi nào anh nhận các xe quảng cáo Anh sẽ đưa lại hết cho em Không cần vậy đâu mà anh Thì lúc diễn anh cũng rất vất giả mà Anh có nhớ hôm đó anh uống bao nhiêu ly cà phê không Không nhờ em sao anh có được hợp đồng quảng cáo đó được Em giới thiệu còn gì Em như vậy quản lý mới có thể nghỉ ngơi được Anh ước làm hết Em hiểu ý của anh chứ về việc của xúc Chung đó. Biết nhau hết rồi, con không cần giới thiệu phải không? Ta gặp nhau rồi. Dạ, con chào hai bác. <laughs> ba mẹ ngồi đi. À, anh áo cho con. À, không cần đâu. Ba cởi ra đi, nóng lắm. À. À, ngồi đi. <laughs> cháu nhìn bác có quen không à, bữa ở tiệm làm tóc đó quà cháu gái của bác ô ôi trời tự nhiên mẹ anh lại đi tới tiệm làm tóc chứ bộ anh cũng bất ngờ với tình này nên có biết gì đâu bác thấy là trái đất này quả thật cũng tròn lắm đúng không hả cháu bác đã tặng cho cháu bác những món quà đẹp bác nói thân mật với cháu nha dạ dĩ nhiên rồi bác con nghe con trai nhà bác kể lại vậy chuyện <laughs> Ờ à, Dạ, con chỉ đặt trước qua điện thoại để có chỗ sẵn thôi mà hai bác. Ồ, oh, con phụ thuộc ai trả thì cứ để bác trả cho. Con cảm ơn vì bác đã tặng qua cho con hôm họp báo và để cảm ơn việc khác nữa. Giờ con mà chúng ta mới có được một bộ phim hay để xem. <laughs> phim được nhiều người theo dõi nên con cũng vui lắm. <laughs> vậy thì bác sẽ tiếp tục xem. <laughs> Bà cô anh, vui tính đúng không em? dạ, ờ, cổ tay của bác có sao không vậy? cũng không có sao đâu, bác đỡ rồi. nhà bác thích mấy loại kim chi cài ướp bữa trước và đồ ăn mà mẹ cháu gửi tới cho cả nhà. nhiều đồ ăn bác gửi cho con lắm. vậy mẹ của cháu thì có ăn không? <laughs> làm trò thì người nuôi lại được hưởng lợi ha. chuyện này cũng tự nhiên. hấp khiển quá ha. <laughs> ngày nào bác cũng làm quá lố ha. Bác giỡn thôi nghe con ha được gặp nữ diễn viên hàng đầu khiến bắt mất ba anh đó đã học sử dụng mấy từ lóng lạ lùng này từ thư ký của ông ấy cái, oh. cái gì mà học từ lóng cái gì mà học chứ bác trai đây thích kim chi mà mẹ của cháu làm cho lắm đó còn bác thì lại không thể làm được à, nghe cứ như đừng có lo mình có người giúp việc làm cho rồi còn cái gì nữa <laughs> trời. ba giờ chiều mai chuyện <laughs> ờ, của mama em nhà chị rồi. trước được chị chào em nha <laughs> Semi mi sẽ tới đây ờ. đó liệu bọn nó có nên được như vậy thì tốt không biết nó có gây chuyện để phá cuộc hẹn không nữa con bé này còn hơn cả con bé aurora đó nữa mời <laughs> <laughs> mọi người ăn cơm à. À. ăn chưa Semi mi về rồi em hẹn gặp con bé đi nó thích phong cách của em hả Khỏe <laughs> không. Dạ mẹ con khỏe, mẹ của con vẫn đang làm thêm phụ cho một người bạn. Ồ. Vậy là tốt rồi, tuổi cao mà khỏe mạnh vậy là. Đồ ăn ở đây ăn cũng được lắm phải không? Bác thấy có ngon không vậy bác? ờ, à, bác chưa bao giờ thấy chán ăn hết, có hơn nữa. <laughs> vậy là bác cũng còn khỏe mạnh lắm. <laughs> chán ăn là do sức khỏe không được tốt đó ba ơi bác nghe còn nhiều lắm con đã giải thích hết mọi chuyện rồi mà ba đừng khơi lại vết thương cũ như vậy chứ bác nghĩ chắc là khi đó cháu rất tức giận phải con cũng hiểu ra và bỏ qua nhưng anh ấy cũng không nên làm những việc như vậy nữa không bao giờ nhà của bác rất thích chơi thằng bác gái thì thích nấu nướng son hy thì thích cưỡi ngựa nếu phải chọn chơi thì con chọn học chơi cái gì ừ. dạ cưỡi ngựa con biết con <laughs> bị cái thằng này nó lừa rồi <laughs> chơi gôn vui hơn đó con bao nhiêu áp lực lớn à cả ngày đi lại và ăn uống nghỉ ngơi với ánh nắng mặt trời đó cũng là một cách tận hưởng ừ. ông thuyết phục chơi gôn đó hả <laughs> nhiều lắm trong chuyện này đâu thật hả dạ anh son hi cũng biết sơ qua rồi cũng có nhiều thứ khó khăn xảy ra trên đường quay cho nên là không ai làm áp lực được con hết Con luôn cảm thấy thoải mái Ồ, oh, điều đó rất quan trọng đó nghe Áp lực có thể dẫn đến hoảng loạn tâm thật à, Cũng may là Có anh Son Hy giúp đỡ con nhiều lắm <cười> <cười> Chắc hôm nay anh phải trả tiền rồi đây <laughs> Bà sẽ trả tiền nếu con kể cho ba nghe Chuyện gì đó hay ho <laughs> Một nhà biên kịch người Anh tên Bonasso Hả? Dạ Khi ông ấy mất ở tuổi 94 trên tờ báo thời đại đã đăng trong một cáo phó nội dung như sau dê bò và cả cừu đưa tiễn ông ý về nơi an nghỉ cuối cùng rồi mọi <laughs> 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 người phương tây thật là nếu báo hàn quốc mà cũng viết như vậy thì chắc mọi người đều hoảng loạn mất câu nói bernasso rất đúng và sâu sắc đó nghe không phải đơn giản ha dạ Ờ. con thích câu ờ, là phụ nữ thì con thích câu niềm vui lớn nhất của phụ nữ là tiêu diệt cái tôi của đàn ông niềm làm hài lòng người phụ nữ đó dạ thưa bác ờ oh. ừ. ông nghe câu đó chưa <laughs> dạ rồi <cười> <cười> à con không cảm thấy bất tiện chỗ nào đấy chứ dạ <laughs> mỗi khi không có nó ở nhà thì bác ăn uống cũng thấy trống trải giống như là thiếu đi một cái gì đó vậy với những dịp khi gia đình sum họp cũng có những người thân ở nhà nên chắc cũng sẽ hiểu. Vậy cho nên cả hôm nay cả bạn chúng ta ở đây như vậy, ông tiếp tục được như vậy. Tôi cũng vậy. <laughs> Hai đứa đi chung nhìn rất đẹp đôi. Bằng... Bác... Son Hy nhà bác nó lấy vợ càng sớm càng tốt. Bác có nó muộn nên mặc dù gần 70 tuổi rồi mà vẫn vợ sáng cho nó rồi đó chứ. Đến khi nó kể với bác về con. Nên Lúc bác biết tin, hai bác rất là mừng Vì nó chọn được người mà nó yêu Do đó, bác rất mong hai đứa sẽ sớm kết hôn Vì hai bác cũng rất thích con là con dâu trong nhà Con nên biết hai bác, hả? Ồ, oh, dạ con không biết Ba đừng nói với cô ấy chuyện đó chứ, trời ơi Sao vậy? Biết hả? <cười> 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 Audrey nè, bác mong hai đứa kết hôn Ngay trong năm nay luôn thì còn có ý kiến gì tốt với con bé đó ba mẹ sẽ không bên vực riêng con mà xem hai đứa như nhau nên nó có làm gì không phải thì cứ nói bác con nhớ rồi ba mẹ <cười> <cười> con không phải ép buộc mình nhận lời cô bác ngay hai bác sẽ đứng cạnh để làm gánh nặng hai đứa cứ ghi nhớ hờ lấy lời ba dặn là được dạ <laughs> hiện tại đang sống chung với con gái cô bác hả <laughs> dạ Vì cô ấy làm ở đâu bác nó cũng chỉ tự làm riêng thôi, Thấy đi thôi. À, tôi phải chờ nó quyết định chứ không có thể nào ép uổng nó trong chuyện này. Để tôi thanh toán nha. Lúc nào? Chắc nó trả lúc đi vào phòng vệ sinh rồi phải không? Dạ. Bác đã hứa nếu kể được. sao? À, ờ đúng rồi đó. Hôm nay đâu phải bữa duy nhất đâu mà ông. Con nên thường xuyên tới nhà bác chơi nha, đừng có ngại. Con không ưng người quản lý này của mình á bác sẽ tìm cho con một người quản lý khác liền Dạ <laughs> Nói gì vậy <laughs> Ông thấy sao Tôi cho 200 trên 100 điểm luôn lái xe bên đoàn sẽ mang xe tải tới trường quay sẵn. Em sao vậy? Không bị khó chịu gì đó chứ. Ba anh rất nghiêm khắc, nhưng lúc công việc ở trong công ty mà thôi, chứ ở nhà với gia đình lại rất thoải mái. Ba em cũng vậy mà. Em rất vui lúc cả nhà tới bờ biển đông ăn uống, ở đó có món sashimi cũng rất ngon, hải sản rất là tươi nữa. Đến đó, nhưng mà lúc xong quay về thì lại phải nói dối nữa nói dối để đến đó thì có đáng không anh anh sẽ nói em bị suy dứt <laughs> sao hả vậy liệu mình ăn sashimi có ngon được không manopra dừng cưng còn hơn để nó ở nhà một mình như vậy nó nghĩ là nó bị bỏ rơi rồi đó <laughs> thật không hả mình lại đặt tên mẹ anh thường đi tới tìm làm tóc nổi tiếng ở quận mi đông đó sau đó thợ làm tóc cho mẹ của anh tự ra mở Tự nhiên hôm ấy mẹ anh lại tới đó À Đôi khi anh nghĩ đó là định mệnh Hả ừ. Oh. Mẹ ăn hết cả tô lên Mẹ mau tập thể dục đi Mẹ ăn ít nhất là một tô nữa Mẹ tập một mình chẳng vui gì hết <laughs> Con nè Bao giờ theo dạ tuần sau Khi nào con nghỉ thì mẹ con mình cùng tập thể dục Dạ khi nào đỡ no thì ăn chút trái cây nha Dạ Coi tivi đi Thôi anh không coi đâu Cũng bất chén mà anh <laughs> Đi mau ờ, Em mét mẹ bây giờ đó Em thử mét đi Mẹ ơi mẹ Gì Mẹ kêu anh Sa Gông ra ngoài đi Anh ấy đang rửa được... hả ừ. Tự nhiên làm vậy. Đẻ anh kia ra đây đi. Em nhớ ngày chúng ta đi xem phim cùng xóc chung không? Em đã kéo sốc chung. Vào <laughs> Anh biết mà. Đó là lý do anh nói rằng anh có bạn gái rồi khi thấy em có vẻ... Ấn tượng ban đầu về anh xấu vậy hả? Không thể đánh giá ai qua cái nhìn đầu tiên đâu anh. Bố đó, bác ấy nói rằng tội phạm thật sự đều nhìn rất là bình thường và ngây thơ. Em vẫn không tin tưởng những điều anh nói có đúng không? Nói thật đi. đâu Còn về câu nói của Bên anh không biết với phụ nữ sao? Chứ niềm vui thực sự của đàn ông là làm hính là em đó cái tuổi của anh tan biến mất hẳn đi rồi nam mô à tới cảnh của cô rồi dạ dạ cô sẽ bỏ tôi hả tôi sẽ chấp nhận chia tay nhưng mà không được bỏ tôi ừ buồn sao đâu có cô không thể nào buồn hơn tôi được đâu dù cô có buồn bao nhiêu đi tôi rất xin lỗi vui lên đi có chuyện gì giữa chúng ta vậy nè có vô lý hay không cô định làm thế nào với anh ấy hả anh ấy không có gì không hiểu sao anh ấy lại thích cô nói với tôi rằng cô sẽ không bỏ hay là rời khỏi nhà được ra đi Tôi không tin nếu chỉ nói miệng thôi. Cắt. được rồi. À, tôi sợ con Hải phải gặp người phụ nữ như Suri đó. <laughs> diễn xuất của Suri rất chân thật, tiến bộ rất nhiều. <laughs> Nhà văn quan hiểu tâm lý phụ nữ vậy? Tôi nghe nói những câu thoại này đều diễn xuất thì tiểu quá. Ừ. <laughs> À. sao tôi thấy buồn ngủ vậy tôi có cách làm chị hết buồn ngủ nè hả tới quán xốp vô sao mùa này đang là mùa du lịch cho nên là kẹt xe lắm đó trễ vậy rồi không bị kẹt đâu thôi lần sau đi <laughs> em, tụi được em chịu nhiều lớn nha làm làm tạm xin chào đạo diễn ơi em nên cắt tóc ngắn tới đầu thì mới được Thôi hết chỗ tóc thẳng đi à dạ giờ anh có về công ty không? ờ không chúng ta tìm chỗ nói chuyện một chút được không em? kia đi ha em đã suy nghĩ sao hả? em có nghĩ gì không? gì không đó Không có sao đâu mà anh Vậy sao Em có nhớ trước kia từng nói Mục tiêu trong đời em là tỏ của những người khác không Em còn nhớ chứ Còn Em nói là mục đích sống tiền và anh cũng đồng ý với em về điều đó giờ thì em anh chưa từng nghĩ về đám cưới lập gia đình lúc trước khi mà anh gặp em anh nghĩ ngoài ba mươi mới lấy vợ nhưng anh lại muốn kết hôn rồi anh biết điều gì là cần có để tiến tới hôn nhân hay không vậy là tình yêu em muốn có đủ điều kiện rồi mới kết hôn bây giờ em vẫn chưa có gì cứ lo chuyện của tụi mình không phải là điều kiện đó đâu anh là điều kiện cảm xúc em đã nghĩ về điều này chỉ mới bắt đầu tình cảm thôi có tình cảm không giống với tình yêu đâu anh đúng rồi tình cảm khi đủ độ chính sẽ trở thành tình yêu cần có thời gian để tới đâu hả em vô ăn đi con ừ. nói cho mẹ nghe đi là về quản lý anh ấy thì có ba mẹ giàu có có giáo dục từ lúc nhỏ cũng rất là trưởng thành với tuổi tác của anh ấy nữa với chuyện đó anh ấy bắt đầu làm việc này là để tích lũy kinh nghiệm cho việc điều hành công ty anh ấy không muốn ai biết mình là con nhà giàu có anh ấy còn quan tâm đến con hơn bất kỳ một ai khác. Cậu ấy thật sự thích con hả? Ừ. Sao? Con thì muốn suy nghĩ thật kỹ, xem là mình có yêu anh ấy hay là không. Ừ. Mẹ muốn gặp mặt. Con quyết định rồi hãy gặp. Sao chứ cậu Hoàng thì con thấy sao? Con không muốn so sánh. Với anh mama đâu mẹ, khác cho hoàn toàn. Vậy cậu ấy có anh chị em không? Có chị em gái không? Dạ không, là con một. Hai. Mặc vào là đẹp lắm luôn. À, mama. Cái này xem thử được không? Mấy chị chuẩn bị kỹ lắm đó nha. Mà em mặc cái này nhớ chưa? Ờ. À. Em muốn ăn thêm gì không? Ờ để chị. Nè, để đó chị làm thêm chút canh nữa. À. Con đã Aurora đó. Ba mẹ làm xong phần rồi nghe, phần chúc lại là do con đó nghe. Chúc cái gì vậy ba? Mùa đông tổ chức đám cưới, con bé hả? Con nói rồi, nhưng cô ấy muốn thêm thời gian suy nghĩ. Con bé đã nói gì với con? Nó có từ khi nó còn đang lấn cấn gì đó. Cô ấy đã nói là để kết hôn thì phải là tình yêu. Cô ấy chỉ mới có tình cảm với con, chứ chưa có yêu. Phải Bernardo. Điều kiện cần có thể đi đến hôn nhân là tình yêu chứ không phải vì hoàn cảnh Con bé 25 tuổi rồi hả? Vì thì con cũng phải giữ lấy con bé Con không tìm được người phụ nữ nào như vậy đâu Con đã nghĩ là việc này đơn giản Ý con không phải là... Giống như một bông hoa hết Con phải chăm bón cho nó hàng ngày thì tình cảm mới phát triển được Từ mai đối xử với nó tốt hơn Không phải là về vật chất Cả từ trái tim con Tìm được cách Ngày mai gây ấn tượng với con bé thì mới được đi ngủ Ý ba chỉ con là như vậy đó còn cứ... Ba đó nha Sao trước giờ không thấy ông ra công chăm sóc gì vậy hả Thì tôi trả cho bà tất cả mọi thứ rồi còn gì Nhẫn nè còn nữa vòng tay cũng có luôn Bộ muốn cả lắc chân hả Cần có lắc chân hay không Hay là bà cần niềng răng luôn nữa Ôi trời <laughs> ơi thiệt là Càng tốt mới được Có vậy thì ba con mới không tệ bạc với mẹ Tôi tệ bạc sao Cố mà gây ấn tượng với tôi bằng tấm lòng chứ không phải giật chất đi Không có kết quả Với tôi ha Tôi có thấy bà cần tôi gây ấn tượng cái gì đâu con bé thu hút Son Hy lẫn chúng ta. Nếu tôi là con bé thì tôi đã đọc giả sẽ giúp cho cuộc sống của nó dễ chịu hơn rất nhiều người khác rồi. Vậy mà bà ngồi đó so sánh lên xuống thiệt hơn nữa. Tôi nên cư xử ta. Nhờ như vậy, đôi mắt ngây thơ của bà tiết lộ. Hết rồi. Bà cứ nói ngoài miệng thôi à. Nhưng mà trong lòng đâu có muốn bộ nữa. Giận dỗi kiểu gì chứ. <laughs> ba đừng chọc mẹ nữa. <laughs> Điểm nào của con bé Aurora Mến hết sức đó bà Bà thì sao Ông quý mến hết phần của tôi Rồi còn gì nữa đâu Mà đi hỏi ý kiến Mà chúng ta có một đứa con gái Giống như con bé thông minh Aurora Thì có phải tốt hơn không Và xinh đẹp thì đứa bé đó Mới giống như vậy được Son nó thật may mắn nữa chứ. Đang. Dạ. Vậy giờ ông cho tôi xin cánh tay ông làm gối được không? Ừ. ừ. Miss Quên oh. Wendy. <laughs> à, chẳng ước gì hơn là Son Hy sớm cưới vợ đi, phải không bà? Dạ liệu ta có nên hôn nhau vì lâu lắm rồi ta chưa hôn không <laughs> sao hả vui đến vậy đó hả vui đến vậy hả con cắt tóc ngắn lên rồi đó hả dạ nè con có được cắt tóc theo ý của mình không xô ly cắt tóc của mình sao lại đính hôn bị quỷ đó à mẹ nấu cơm cho con ăn đi còn không còn sức để nhấc nổi ngón tay lên nữa rồi. Dạ luôn. Lạnh hoang đi. Anh Em đang ngồi chỗ nào vậy? Em tới nơi chưa? Dạ chưa tới, 5 phút nữa. Em tới liền đi. Ừ, được. Đốc Đa ơi, ăn đi. <laughs> anh đang có chuyện muốn nói với em hôm nay, 4 giờ ở Scala. Dạ được anh. Anh đang ngồi ở đâu đó? Bắt cuộc rồi. Họ muốn xin lỗi em. Xin lỗi ai chứ? Mai em dẫn mẹ đi cùng nha. Cả em và mẹ. Em không vui hả? Em đã xem bộ phim Hương thơm phụ nữ chưa? Rồi. Khi được lệnh, Donna nói rằng cô ấy sợ sẽ làm hư điệu nhảy quyển chuyển đó mất. Nhưng anh Bacino nói rằng những bước nhảy tình bước đi của chúng ta cũng bị hư. Chỉ là bị hư hỏng trong một chốc lát nào đó thôi. Bỏ qua cho anh nha. Anh sẽ làm điều tốt nhất để em quên hết đi những đau khổ. Đồng ý làm vợ của anh nha. Hãy nương tựa. Hử? Rồi.